Ai biết, em sống được. Đúng mức nào? Ăn gì cũng được đó em. Em ăn gì đó em? Phước dậy ăn nè. Lấy tô bún riêu đi. Em ăn gì? Bánh canh hả? Hai heo hai củ tiếu. Bánh canh hả? Tô bánh canh. Dạ rồi. Bún riêu. Rồi. Bún riêu. Dạ, biết sao là bốn heo hai củ tiếu và bánh canh. Bác Tài ăn gì không kìa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.